35851. Đúng không thầy? 1358 51 1358 1358. Thầy đọc nhìn vào xem. 1358 1358. Đúng cái gây cái đồ này được là suy luận tất cả những cái hợp âm khác cho thấy khuôn mẫu này ở vị trí nó khác. Cái này tươi hơn, vui tươi hơn. Không, nhà con bỏ nâu à? Được. Quả hoa có y chang thôi, chỉ là thôi, chỉ là. Đó. Chỗ này dễ hơn mà nó hay. Bước xuống này. Đánh cả hai tay. Đây này. Quýt đô là được là suy luận đó. Cái tay này mình chỉ giữ một lần gam và nhịp đầu thôi hả thầy? Giữ một nhịp là được. Giữ là tập tay trái. Thấy khó lắm. Tay em nó mở. Cứ vậy nữa thôi, đồ thay đổi thôi. Tức là bên này là cứ vậy hỏi bên này là ấy luôn. Bây giờ mình cũng bài đó mà kiểu ra nha. Xin dấu con nơi cánh tay cha toàn toàn nắng che thao bộ kiểu khác. Do son do re mi. La. Được chưa?
Phải là 4 năm cách gì đó. Nhiều lắm, thì đây này quýnh đô đó, bây giờ quýnh son qua đây cứ vậy đó. Chỉ biết một cái đô suy luận là theo cái khuôn mẫu quýnh cái kia vẫn là pha của y chang nha. Son có nghĩa là đô son đô re mi son. Đó, đô son đô re mi son đô re mi son đô son. Thế nốt G này là nốt 2 à? Đúng, là nốt quãng 9. Có nghĩa là nó quãng 2. Và thêm vô nốt G quãng 9 thì nghe nó hay hơn. Để về muốn thôi em muốn không? Cái gì? Yeah. Đô son đô re mi son re mi đô. Đô son đô re mi son re mi đô son đô re mi son re mi đô son đô re mi son đô re mi đô. Đô son đô re mi son re mi đô son đô re mi son re mi đô son đô re mi son re mi đô son re mi son re mi đô. Theo công thức này vốn biết. Đô và la qua pha cái gì vậy? Quýnh theo khuôn mẫu này nhưng mà cái vị trí nó khác, nhưng mà quýnh theo khuôn mẫu đó. Này mà giải bằng hợp âm thì nghe sướng lắm nhỉ. Son. Y chang vậy luôn, theo cái công thức đó. Đây nè, bây giờ cái đầu tiên này. Đô, hai, ba, bốn. Pha, hai, ba, bốn. Son, hai, ba, bốn. Pha, hai, ba, bốn. Tốt, hai, ba, bốn. Tha, hai, ba, bốn. Rê, tay phải quýnh nốt đen, tay trái. Không, anh quýnh hiểu khác à? Cũng bài đó mà quýnh hiểu khác. Cái này không biết à? Cái tay bên này là đánh 1 năm. Hay không? Đó. Cái này là thay quýnh 1 năm, còn đây là quýnh 1-3. Này này quay đi. Em gặp anh lên hơn rồi, em không. Trang này mà quýnh theo khuôn mẫu này, quýnh cái chỗ khác nó y chang vậy. Thế này cái tiền nhịp này anh 6 nốt à thầy? 6 nữa à? 1, 2, 3, 4. Tất cả đều 4 hết. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vậy nó là 4 hết mà. Đây là 1 3. Đó.
quấn hơi là sẽ được một nè, tùng sòn đu sòn, cái nốt cái số sòn này được nhắc lại nhiều lần nè, đu sòn đu sòn mi sòn đu mi sòn, cái sòn này quấn nhiều lần. Chậm lại theo hướng hơi nhanh á. Đó, nó kìa, một bài hát nó tìm cả 10 kiểu có điểm không?